Đầy đủ là Dương Hải Đăng Linh, 29 tuổi. 29 tuổi. Hiện tại là kỹ sư điện tử và đang làm việc và công tác ở trung tâm đào tạo nghiên cứu thiết kế vi mạch của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bạn bên kia. Em là Nguyễn Thị Thúy Trâm ạ, hiện tại em là nhân viên ngân hàng. Năm nay em 26 tuổi ạ. Rồi hai bạn này ai nói cũng nhanh hết trơn ha. 26 tuổi, anh làm công việc ở đó lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Ở đó có nhiều nam không? Dạ nhiều chị. Tại sao lại Tại vì nam có người yêu với lại có gia đình hết rồi. Cái điểm mạnh của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em là dễ thương vui vẻ hòa đồng ạ. Dễ thương vui vẻ hòa đồng mà không tìm được một người đối tượng nào cho mình, phải nhờ đến chương trình. Cái lý do này nó trông trên lắm chị. Như trông trên là... sao trên? Có nghĩa là người yêu mình á thì lại không hợp với mình, mà người hợp với mình lại mình không có yêu mình. Chứ vì những lý do trông trên như thế á mà em vẫn ế một mình. Khổ ha. Khổ lắm chị. Còn bạn trai, trong môi trường của bạn có nhiều bạn gái không? Dạ em đang làm là bên kỹ thuật thì không có nhiều bạn nữ. Bạn có thể nói cụ thể cái nghề của bạn như thế nào? Dạ em làm là thiết kế chip anh. Cái con chip điện tử hả? Dạ đúng rồi. Người ta nói rằng những chàng trai mà làm vi tính mạch điện tử này kia khô khan lắm. Suốt dạ, ngày cứ chăm chú vô cái vi mạch đó không à, đúng không? Dạ, nó rất là khô khan. Đó giờ yêu nhiều chưa? Chính thức thì chỉ có một mối tình thôi à, nhưng mà thích thì nhiều lắm. Em thấy xinh là em thích. Nhưng mà mối tình chính thức thì chỉ một năm. Phức tạp quá nha. Thấy xinh là thích thôi hả? Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu của mình như thế nào? Nhất là chu đáo và thứ hai là cũng sống nội tâm xíu. Tại em cũng là một người sống nội tâm, biết cách chia sẻ với mọi người xung quanh. Về ngoại hình đó thì cao từ 1m55 đến 1m7 là ok. Dạ, hơi dày xíu cũng được. À, nãy giờ bạn đang nghe như vậy thì bạn cảm nhận mình như thế nào? Có phù hợp với mình không? Dạ, thứ nhất là em nghe tới vấn đề là bạn nam sống nội tâm. Mà em thì em lại thích cái người á hài hước, vui vẻ, tức là thích thể hiện ra bên ngoài. Chứ không có thích là cái gì cũng sống nội trầm. Dạ, sống trầm là em không thích lắm. Sao kỳ vậy? Đàn ông thì phải trầm trầm chút mới men chứ. Nói nhiều quá sao được. Tại vì em là em thấy em cũng nói ít rồi, cho nên em muốn cái bạn đó nói nhiều. Tức là phải có người nói và có người nghe. Ủa em, cái công việc của em là em làm gì trong ngân hàng? Dạ em làm giao dịch viên. Giao dịch viên mà nói ít rồi sao giao dịch? Dạ không, có nghĩa là trong công việc á thì em thì mình phải nói nhiều. Nhưng mà do ở ngoài đời á thì em lại khác ngược cái công việc của em. Mà tôi nghi cô này lắm nha. Cô làm ở ngân hàng mà giao dịch bao nhiêu người ra vô tiền bạc vậy mà cô không kiếm được anh nào, sao vô lý vậy? Em đã nói cái lý do của em cho chị rồi. Vậy là cô kén đúng không? Dạ. Bây giờ thật sự muốn lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi. Muốn cái đối tượng của mình là người như thế nào? Phải là trung tình vậy. Trung tình. Dạ, sống là nói chung là không có nói dối. Phải tin tưởng lẫn nhau. Công việc thì ổn định nữa chị. Về ngoại hình bên ngoài? Chiều cao thì 1m69 trở lên. À, gương mặt thì dễ nhìn thôi chị. Đẹp trai thì em càng thích. Đẹp trai thì em thích. Dạ. Rồi. Thích ốm chị. Nhưng mà khỏe. Chứ không có ốm mà yếu. Thích ốm mà khỏe. Dạ. Tức là nhìn khỏe mạnh đó chứ không có ốm yếu bệnh bệnh. Ốm ốm ròm á. Bên kia mập hay ốm đi bạn? Dạ em đúng chuẩn ốm luôn á chị. Đúng chuẩn nó luôn hả? Dạ. Nhưng mà em cũng khỏe lắm. Bạn ghét điều gì á người bạn trai? Em ghét sự lừa dối chị. Vậy cũng đơn giản ha. Dạ đơn giản á chị. Bây giờ quê chính là bạn ở đâu? Dạ em quê Vĩnh Long. Vĩnh Long. Dạ. Ủa nhưng mà bạn nữ thì lại không thích người bạn trai nội tâm trầm tính quá, bạn nghĩ sao? Em nghĩ là nội tâm thì nó cũng có một cái ưu điểm, đó là có thể là quan tâm mọi người tốt hơn, chia sẻ mọi người nhiều việc hơn. Và em nghĩ là cái đó cũng là cái ưu điểm của em. Và em nghĩ là chia sẻ với bạn đó rất là nhiều chuyện. Em không thích điểm nào ở người phụ nữ? Là sống hời hợt quá, bùi đòi, có tính lười. Tại vì bản thân em cũng lười rồi, có người xiên xíu bù lại. Bạn có ghen lắm không? Em nghĩ là có. Công việc của bạn nữ là thường xuyên tiếp xúc với nhiều khách hàng nam giàu có đẹp trai, nhiều tiền. Dạ cái đó em tự tin em rồi, em không lo. Phải không? Dạ. Em có cái giả là ban đầu là không có tạo được ấn tượng tốt cho một số bạn nữ thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái bề ngoài em thì nó hơi khô khan xíu. Nếu mà một câu vừa nói về em thì em là một người là có bề ngoài là vô tình lạnh lùng. Nhưng mà bên trong lại tình cảm và sâu sắc. Tại sao mình không bỏ cái bên ngoài đó đi? Em cũng muốn lắm á chị. Nhìn mặt thì ví dụ mình tươi tươi lên chút. Mắt bạn nhìn nghiêm quá. Sao được, cái bản chất nó vậy rồi. Thôi nhìn nó khô quá. Dội nước vô nhiều cho nó ướt một chút. Ha? Dạ. Nói chung cô này là cô được hết, nhưng cô thích thể hiện bên ngoài. Cố gắng nha, tôi cũng tự tin vô cái sự tự tin của bạn. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em đi với một người bạn thân của em. Xin chào anh. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thì từ nãy giờ là em nghe bạn em chia sẻ thì có một điều đúng và một điều sai. Thật mà bạn nói là rất là thật thà thì điều đó rất là đúng. Tại vì mỗi lần mà em kể gì chuyện đó mà nó bí mật hay gì là lúc nào cũng thật thà kể cho chị của em hết. Thật thà này nhiều chuyện. Còn cái chuyện mà thực sự mà trầm tính thì em lại không suy nghĩ vậy. Tại vì bạn bè với nhau là mới đầu vậy thôi, nhưng mà sau này là toàn em ngồi nghe bạn ấy nói không à. Vậy bạn nữ bên kia yên tâm rồi ha. Ý hai người nãy giờ nói qua nó lại thấy hợp không? Em thấy suy nghĩ là cái cặp này mà nếu mà bạn em mà ngồi dưới đây thì đảm bảo là tim nó không nói nên lời. Tại vì em đây cũng hồi hộp, giống cảm giác giống như Trang vậy.
Vậy được rồi. Bạn nam nói là nếu mà bạn ngồi dưới là bạn rất là thích cô này rồi đó. Ủa là sao? Là hiện giờ là anh ngồi dưới cũng thích cô này luôn hả? Có lựa chọn quá à. Chơi không chơi chọn vợ bạn kỳ lắm. Muốn là tôi Linh kiếm người khác mai mối cho à. Cái này là đi coi mắt giùm bạn à. Không, bạn đó ý nói là đặt trường hợp là bạn dưới đây bạn biết cái tâm lý luôn. Giờ cô này hợp với bạn của mình không? Dạ quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời phải không? Rồi. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Dạ chào cô. Xin chào MC xinh đẹp của chương trình. Theo mẹ thì mẹ thấy nhìn bên ngoài thì không thích lắm. Tại vì nó hơi gầy quá. Con cô thích gầy mà. Gầy nhưng mà khỏe, con này gầy chắc. Trời, thì đó là thôi. Khỏe. Khỏe đó. Mẹ chỉ đưa ra lời cho con tham khảo thôi. Tính tình thì nói chuyện nãy giờ cũng dễ thương rồi đó. Nhưng mà chàng trai này nói là hơi lười á. Rồi con cứ giữ tính. Theo mẹ thì thấy là thôi cái đường nào thì cũng như hả, duyên á thì trời cho, còn không duyên thì cũng như trò chơi. Vậy thôi con tự quyết định đi. Rồi bây giờ bạn trai thuyết phục bác đi. Con cảm ơn cô đã nhận xét về con. Và thật sự thì đối với con thì ban đầu chắc chắn là không có tạo ấn tượng nhiều cho mọi người được. Nhưng mà con tin đó là thời gian á con sẽ chứng minh được. Con sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cái người nào mà đặt niềm tin vào con. Duyên là trò chơi, bây giờ muốn trời cho hay trò chơi? Dạ. Dễ thương quá trời luôn ha. Bạn bên đây á, tôi nghĩ rằng rất là chững chạc. Còn chuyện khỏe không thì cái chuyện đó hai người biết thôi. Tôi không biết ha. Vấn đề chỗ nè, bạn này là chững chạc. Bạn này là có đủ cơ sở vật chất để tiến tới hôn nhân rồi đó. Tôi thấy là vậy đó. Cái ý mẹ có phải là không chịu lắm rồi. Ý mẹ nó hơi gầy thôi. Về nuôi cho mập lên. Đúng rồi. Cái tâm lý mình đào tạo được. Dễ mà đào tạo vậy. Bạn này phải nói là về mặt tâm lý nha. Tôi nhìn tôi thấy là chuyện là hai người nhìn nhau thế nào thôi. Dạ gặp đi anh. Hả? Gặp đi hả? Dạ. Nôn hả? Nôn rồi. Thôi cho gặp nhau đi. Rồi. Để quyết định. Nào chúng ta kéo màn lên. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em thì đầu tiên thì anh có bó hoa để tặng em. Dạ. Chúc em luôn vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn. Ốm nhưng không yếu nha. Bình thường thì thời gian rảnh rỗi thì em thường làm gì? Dạ em hay đi shopping, đi du lịch ha. Còn anh? Anh thì thường uống cà phê với bạn. Đối với em thì em quan niệm về tình yêu như thế nào? Trong tình yêu thì em thích sự tin tưởng lẫn nhau. Đơn giản như thôi anh. Đơn giản thôi. Còn anh? Đối với anh cũng vậy. Lúc nãy em có nói là em muốn người mà nói nhiều. Đúng rồi, tại vì bình thường trong công việc của em á là em nói rất là nhiều rồi. Khi mà khi về nhà hoặc là đi đâu chơi với bạn bè á thì em lại muốn mọi người nói cho em nghe. Thật sự thì anh cũng là rất là ít nói, nhưng mà cũng tùy. Đối với những bạn mà anh quen thân rất là thân rồi á, sẽ nói nhiều hơn. Em có một câu hỏi với anh là nếu mà khi mà em buồn á thì anh có thể làm gì cho em vui? Anh chỉ đến bên em và nhìn vào mắt em. Nhìn vào mắt em làm gì? Anh sẽ cảm nhận được, và em sẽ cảm nhận được đôi mắt anh có sự chia sẻ. Vậy em sao em hết buồn được? Anh nghĩ là tiếp theo đó thì có thể là anh sẽ làm những cái gì đó, dẫn em đi chơi gì đó. Nhưng mà quan trọng là đầu tiên phải có sự chia sẻ trước đã. Dạ. Cảm nhận bạn gái thế nào bạn trai? Bạn cũng hiền, cũng xinh, dễ thương. Có nằm trong cái giấc mơ về tình yêu của mình chưa? Dạ cũng có anh. Bạn nữ cảm nhận sao? Em cũng không biết nói sao nữa. Mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Đối với anh thì anh rất là tiếp thu những ý kiến xung quanh mình. Dạ thì thật ra là cái mẫu người của em á là em thích người vui vẻ, hài hước. Tức là khi mà nhìn vào thì em có thể cảm nhận được niềm vui. Chàng trai có thể thuyết phục bạn nữ bằng một câu gì đó? Thật ra thì cuộc sống là vốn không hoàn hảo, và đối với anh thì cũng là một người không hoàn hảo. Bởi vậy anh hy vọng là chúng ta cùng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn, tìm những sự hòa hợp với nhau để có thể là đi đến một cái đích cuối cùng. Hết thời gian. Em nghĩ là cũng đủ rồi. Đủ rồi anh Linh. Ba, hai, một. Hết thời gian. Như vậy là vui rồi. Tôi thấy rằng bạn có một chút gì đó suy nghĩ, đắn đo đúng không? Bạn đắn đo về điều gì? Em cũng nói rồi đó là hiện tại là không phải là mẫu người lý tưởng của em. Nhưng mà em vẫn cho anh một cơ hội. Cố gắng lên nha. Dạ, em cảm ơn. Bạn rất là tự tin, bản lĩnh. Tôi gửi tặng bạn các những cái vé xem phim. Hy vọng rằng thời gian sau sẽ là thời gian để bạn cố gắng tạo nên một cái ấn tượng cho bạn gái, đặc biệt là thuyết phục mẹ của cô ấy. Dạ. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Em cảm ơn anh Linh và chị Cát Tường, và cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Một
cặp loa Soundmax E5 gửi tặng hai bạn. Chúng ta vừa xem phim vừa có thể về nghe nhạc. Nào, hãy nắm chặt tay nhau và đưa đi xem phim. Chúc mừng hai bạn.